Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chuyên mục Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và bà con, rau quả là mặt hàng có tính chất mùa vụ cao, sản phẩm có thời gian bảo quản ngắn, dễ bị hỏng nếu không tiêu thụ kịp thời. Trên thực tế, không phải toàn bộ sản lượng được tiêu thụ dưới dạng tươi. Đơn cử như tại tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng nông sản thu hoạch năm 2023 lên đến hơn 2,7 triệu tấn thì rất khó để tiêu thụ dưới dạng tươi. Nhiều năm qua, địa phương này đã đẩy mạnh đầu tư sơ chế, chế biến sâu nông sản, vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa giảm áp lực tiêu thụ mỗi khi vào chính vụ. Đặc biệt, những mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao cũng đang được các đơn vị quan tâm đẩy mạnh chế biến, hướng đến xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới. Nội dung cụ thể sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và bà con trong chương trình Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đây là dây chuyền chế biến sâu mặt hàng khoai lang sấy đông lạnh của đơn vị chuyên xuất khẩu khoai lang sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Hệ thống sản xuất tự động đạt tiêu chuẩn HACCP, LoboGAP. Quy trình chế biến khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của nước sở tại. Sản phẩm sau khi đóng gói sẽ được kiểm tra lần cuối về trọng lượng, quy chuẩn đóng gói và phát hiện kim loại. Chỉ cần một gói hàng không đạt chuẩn sẽ bị loại bỏ. Việc thực hiện nghiêm ngặt từng khâu sản xuất đã giúp sản phẩm của doanh nghiệp dễ dàng chinh phục được các thị trường khó tính. Để tự tin mình bước vào những thị trường đó thì chúng tôi phải đầu tư kể về con người cũng như là về mặt trang thiết bị, dây chuyền cấp đông để giữ cái sản phẩm tươi và giữ được cái hương vị và có thể giữ được lâu. Ở với cái nhiệt độ là âm sâu 25 độ thì có thể là bảo quản, phải đảm bảo với khách hàng là hàng sử dụng được 2 năm. Hiện nay thì chúng tôi đã xuất khẩu hàng năm tăng trưởng khoảng từ 10 đến 20%. Với vùng nguyên liệu hơn 400 hecta, trung bình năm 2023, công ty cổ phần Viên Sơn thu mua hơn 8.000 tấn rau củ. Trong đó, xuất khẩu khoảng 1.700 tấn khoai lang tươi nguyên củ, 70% còn lại buộc phải qua chế biến. Ở những thị trường khó tính, sức tiêu thụ sản phẩm khoai lang ăn liền khá cao. Riêng trong năm 2023, sản lượng xuất khẩu khoai lang qua chế biến của đơn vị đạt 4.200 tấn, mang về lợi nhuận khoảng 40 tỷ đồng. Do các nước nhập khẩu như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan là những cái nước rất là khắt khe về mặt chất lượng và họ không có mở cửa cho thị trường cho mặt hàng nông sản thô. Cho nên việc bắt buộc công ty chúng tôi phải nghiên cứu, đầu tư hệ thống để chế biến sâu. Chế biến sâu thì có những cái lợi ích. Cái thứ nhất là cái đảm bảo cái sản phẩm đảm bảo về chất lượng. Cái thứ hai là sẽ giữ được lâu hơn và giải quyết được cái vấn đề được mùa mất giá. Đối với Lâm Đồng là một trong những cái địa phương mà có thể nói rằng là vùng nguyên liệu rất là lớn. Toàn bộ vùng nguyên liệu Lâm Đồng là tham gia thị trường xuất khẩu chuỗi toàn cầu rất là lớn, khoảng 12 cái nông sản. Thì trong đó phát triển nguyên liệu tốt, thì muốn khuyến khích cái vùng nguyên liệu tốt thì cái khâu công nghệ chế biến sâu hạch rất quan trọng. Đặc biệt trong những 2 năm qua thì tập trung những cái kho bảo quản lạnh quy mô lớn để vừa chủ động cái đầu vào khi cái nguyên liệu lớn và đồng thời là chủ động khai thác thị trường khi chúng ta thực hiện vấn đề xuất khẩu. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1.950 cơ sở doanh nghiệp sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản, đạt tỷ lệ trên 73%. Trong đó, gần 150 doanh nghiệp mỗi năm chế biến hơn 53.000 tấn rau củ quả thành phẩm, tương đương hơn 669.000 tấn nguyên liệu. Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch giảm còn 13,5%. Bên cạnh những mặt hàng nông sản là thế mạnh của vùng đất Nam Tây Nguyên, địa phương đã phát triển mạnh diện tích trồng sầu riêng hơn 20.000 hecta. Sản lượng thu hoạch năm nay ước khoảng 124.000 tấn. Vào cao điểm mùa vụ, vùng trồng sầu riêng ở Lâm Đồng có thể thu hoạch đến 60-70.000 tấn. Song sản lượng xuất khẩu quả tươi cũng không vượt quá 60%. Để giải quyết 40% còn lại là vấn đề nan giải và chỉ có đầu tư chế biến mới tránh thất thoát lớn cho người trồng sầu riêng. Cái trái tươi thì cái tiêu chuẩn khắt khe là mẫu mã, tức là an toàn về tiêu chuẩn sâu bệnh dịch hại rất chi là khắt khe. Còn lại bây giờ nếu như bên phía Trung Quốc cho mình được cái cấp đông thì cơ hội mang đến cho người dân Việt Nam rất chi là tốt. Thì đã bóc được những cái sản phẩm tức là mẫu mã xấu, tiêu chuẩn không tròn. Tỷ lệ cái hàng rớt
nó nằm đâu đó khoảng 40%, tỷ lệ xuất khẩu hàng đẹp nó đi mới được khoảng độ 60% thôi. Tồn dư đó cần phải có những cái cơ sở cấp đông để mà xử lý trữ để mình có thể là mình bán trong một năm giai đoạn nào đó là cái mùa vụ nó chưa có. Thế thì cái thị trường sầu riêng nó sẽ giảm bớt cái giá cả nó hạ. Hai năm gần đây, sầu riêng đã vươn lên trở thành trái cây vua khi mang về kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 7 năm 2024, sầu riêng quả tươi đã xuất khẩu gần 480.000 tấn, mang về doanh thu hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép sầu riêng cấp đông Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang quốc gia này. Nếu đẩy nhanh tiến độ cấp mã số cấp đông xuất khẩu cho sầu riêng, sẽ tăng thêm 20% giá trị cho ngành hàng này. Dự báo năm nay, ngành hàng sầu riêng có thể mang về doanh thu kỷ lục 3,5 tỷ đô la Mỹ. Thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở Lâm Đồng đã đón đầu đầu tư công nghệ, chuẩn bị sẵn sàng cho xuất khẩu chính ngạch sầu riêng cấp đông. Tại công ty này, những múi sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu sẽ cho vào kho cấp đông với nhiệt độ lên đến âm 45 độ C trong vòng 6 tiếng, đảm bảo giữ đúng màu sắc và hương vị. Với 20.000 tấn sầu riêng thu mua hàng năm, công ty này xuất khẩu quả tươi khoảng 12.000 tấn, 6.000 tấn còn lại tiêu thụ nội địa và tách múi cấp đông. Năm 2023, công ty đã chế biến hơn 300 tấn múi sầu riêng. Đông lạnh nó dễ, nhưng nó không phải là dễ. Bởi vì ở đây những cái cấp múi đòi hỏi cái tiêu chuẩn là phải phong nó phải sạch. Cái thứ hai nữa, khi lột múi thì mình cũng phải là đòi hỏi cái tiêu chuẩn độ đường. Và cái nữa là những cái máy móc cấp làm sao để cho đủ tiếng đồng hồ. Nó phải đạt tới cái độ âm 40, 45. Thì cái sản phẩm đó nó giữ được cái màu sắc đang nguyên vẹn của cái quả tươi. Năm qua, sầu riêng tách múi cấp đông của Lâm Đồng đã có mặt ở thị trường nước ngoài, nhưng qua đường tiểu ngạch. Nghị định thư lần này sẽ là cơ hội không chỉ cho doanh nghiệp xuất khẩu mà cả người trồng sầu riêng. Bởi lẽ, quả tươi khi xuất khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về mẫu mã, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Chưa kể, xuất khẩu hàng tươi sống tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thời gian vận chuyển, thông quan kéo dài. Tuy nhiên, nếu đầu tư hệ thống cấp đông đạt chuẩn, đòi hỏi nguồn vốn tương đối lớn. Song, giá trị sầu riêng cấp đông mang lại cao hơn nhiều so với sầu riêng tươi. Đơn vị có đầu tư là kho trữ và nitơ đã có, nhưng mà đang chờ được nghị định thư ký và những cái được tiêu chuẩn mà xuất đi thì công ty sẽ đưa vào hoạt động. Nếu mà đưa vào được cái cấp đông quả xuất đi, tức là cái giá trị của cái cấp đông quả thì nó sẽ nâng cao được cái là lợi nhuận, thứ nhất là cho người dân, thứ hai lợi nhuận được cho công ty, đỡ được nhiều cái khoản để mà chi phí cho cái tách múi. Sầu riêng cấp đông là một trong những giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, không hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 23 đơn vị thực hiện cấp đông sầu riêng với sản lượng khoảng 1.600 tấn. Nếu ngành nông nghiệp sớm đẩy nhanh tiến độ cấp mã số cấp đông cho các đơn vị xuất khẩu, sẽ tăng ưu thế cạnh tranh với thị trường các nước. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cũng sẽ tổ chức giám sát định kỳ 1 đến 2 lần một năm đối với 114 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian tới thì tụi mình cũng sẽ tiếp tục rà soát lại, chuẩn hóa lại các cái tiêu chuẩn, tiếp tục chuẩn hóa các cái tiêu chuẩn để hỗ trợ cho các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp về tiếp tục về cái hồ sơ, cái giấy tờ, về cái thủ tục và đặc biệt là cái đảm bảo về cái chất lượng. Để làm sao đó để cái sầu riêng cấp đông của Lâm Đồng ấy, tức là nó tiếp tục nó hỗ trợ để nó giảm áp lực trong những cái kỳ mà cái thời vụ mà thu hoạch cái sản lượng nó quá lớn. Và cái thứ hai là nó tăng cái giá trị cái sản lượng xuất khẩu cho cái sầu riêng của Lâm Đồng. Năm 2023, xuất khẩu nông sản của Lâm Đồng chiếm gần 51% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, đạt trên 500 triệu đô la Mỹ. Chế biến nông sản, đặc biệt các nông sản mang tính đặc thù địa phương, đã và đang là thế mạnh của Lâm Đồng. Đầu tư vào chế biến đã giúp Lâm Đồng giải quyết được lượng lớn nông sản thu hoạch,
tạo tính ổn định và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên kỳ này cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong chương trình tiếp theo.